Chặt các bạn đến trình xem cách 24 giờ. Tìm hiểu hy sinh cái phần CBS để trang bị cái cụm thắng có đáng hay không. Hệ thống phanh CBS là một trong những trang bị vô cùng phổ biến trên các dòng xe tay ga một đĩa đến từ nhà Honda như là Wairo, Airbag hay Vision, Leaf v.v. Các công nghệ này đóng một vai trò để rút ngắn quãng đường phanh, phân bố cái lực thắng hợp lý ở phần bánh trước và bánh sau, đảm bảo cho cái sự an toàn của người lái. Nhưng khi độ cái cụm thắng đồ chơi như của Race Boy, Alin hay Rainbow cho các dòng tay ga của hãng Honda kể trên, đồng nghĩa với việc trang bị này hoàn toàn bị loại bỏ. Vậy đó là cái sự an toàn lấy cái vẻ đẹp liệu có đáng hay không? Sở hữu cho mình cái hệ thống CBS trên những cái dòng tay ga phổ thông. Những cái mẫu tay ga sử dụng một đĩa đến từ nhà Honda như hệ thống CBS là một trong những hệ thống thường được trang bị để đảm bảo an toàn cho người lái. Khi bóp cái cụm thắng bên trái, lực sẽ được phân bố ở hai hướng. Một hướng đến cái cụm ở phía sau, một phần còn lại truyền qua cái cụm thắng dầu ở bên phải, làm cho con heo thắng phía trước được hoạt động tốt. Nhờ một cái sự can thiệp hệ thống phanh CBS, khi bóp thắng chỉ cần bóp một cái bên trái là lực bóp được chia đều cho cả bánh trước và bánh sau, chứ không cần phải bóp một lúc là hai bên thắng như những dòng xe không có trang bị CBS. Bởi vậy, CBS được gọi một cái tên là Complete Race System, là trang bị thắng tích hợp. Thực tế cho chúng ta thấy, khi sử dụng đồng thời cho cả thắng trước và sau, sẽ cho một quãng đường phanh ngắn hơn hẳn so với sử dụng là mỗi thắng trước hoặc là mỗi thắng sau. Quãng đường phanh ngắn hơn sẽ giúp cho người lái kịp thời tránh khỏi những vụ tai nạn, va quẹt hoặc tông vào những cái chướng ngại vật, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người di chuyển xung quanh. Khi được thắng được phân bố nhịp nhàng ở phần bánh trước và bánh sau, thì nguy cơ bị té ngã do trượt bánh vì chênh lệch cái vòng quay giữa hai bánh cũng được giảm đáng kể. Đây cũng chính là một trong những ưu điểm mạnh mẽ của dòng xe có trang bị là CBS. Khi gắn cái cụm thắng đồ chơi, trang bị này hoàn toàn biến mất. Đa số những mẫu cụm thắng đồ chơi, thắng đĩa hoặc là cái thắng đùm hay là con đùm lên những món đồ chơi hiện nay đều có kích thước cái rời. Giữa chúng là không có một hệ thống kết nối nào giống như cái thanh truyền lực của cái cụm bản. Vì không có thanh truyền nên trang bị CBS bây giờ sẽ hoàn toàn vô tác dụng, đồng nghĩa với việc này sẽ mất hoàn toàn cái công nghệ lợi CBS. Thật sự thì CBS là một trong những trang bị rất quan trọng. Nếu mất nó thì cái vận hành cái độ an toàn cũng phần nào đã bị giảm xuống. Nếu đặt cái trường hợp là phải hy sinh hoàn toàn hệ thống phanh CBS chỉ để trang trí cái cụm thắng thì các bạn có chắc chắn là sẽ không chơi. Cái cách nào độ cụm thắng mà không ảnh hưởng đến hệ thống CBS hay không? Nếu muốn giữ nguyên hệ thống phanh CBS thì các bạn cần phải giữ lại cái cụm thắng rời, rồi chúng ta thay cái cụm thắng đồ chơi cái bản lề CNC chuẩn là được, vừa đẹp lại còn giữ nguyên được cái công năng của chiếc xe. Ví dụ như cái cụm thắng của CIC hay Race Boy mà các cửa hàng đồ chơi xe máy đang bán, nó có bản lề CNC chuẩn cho từng dòng xe tay ga một đĩa, cho tới những cái dòng xe con tay đều dùng được hết. XT10 độ hoàn hảo, phong cách I15 ZR Malaysia đầy quyến rũ. Sắc đẹp của con XT10 bên dưới đây không chỉ thể phủ nhận được khi chủ xe đã trang bị quá nhiều món đồ chơi đỉnh, kết hợp cùng phong cách dạng áo đậm chất dấu ấn của Malaysia được order về để làm nó bật con ngựa chiến của mình. Đặc điểm đầu tiên mà mình mê mệt bản độ này là phần đầu xe được cắt gọn nhìn cũng rất ấn tượng, kết hợp cùng với kính hậu zin được mên xay cũng rất là tiện lợi khi gỡ xe. Các gọt thế này sẽ cho chủ xe thêm nhiều không gian hơn để quét ra cái bộ cụm công tắc Duno ở bên trái và cụm máy tiếp ít tích hợp với khả năng là tắt máy nhanh vô cùng tiện lợi cho anh em đậu xe đèn đỏ tắt có thể máy nghỉ ngơi. Ngoài ra trên cái phần đầu còn có thêm một cái chất liệu là mica trong suốt, nó muốn ngộ đồ chơi được kịch độc là không bao giờ là có ở Việt Nam, chủ xe phải order từ Malaysia. Phía sau có mặt đồng hồ là Casio với nhiều tính năng hiển thị LCD đi kèm cùng với 7 màu sắc nền cho chủ xe hồ lựa chọn. Trên đầu còn được trang bị cụm thắng của Rainbow AZ19 đảm nhiệm cái chức năng giảm tốc nhanh cho cái phanh đi trước. Bên cạnh đó có bộ cụm còn cho người dùng khả năng là canh dầu siêu nhanh thông qua cái ốc gió có sẵn trên cụm. Bên cạnh là cụm tăng tốc Duno để rút ngắn hành trình ra cho xe bay nhanh hơn. Tay con TWM đã quá quen thuộc anh em chơi xe nhiều năm qua, không cần phải giới thiệu quá nhiều. Trên chân trước thấy những góc ảnh quen thuộc với dòng Hells
được bám mắt dầu phong cách CC kết nối với heo dầu Vixin 1 bit và được minh lệ bằng công nghệ Face CC tạo hình một logo rainbow ở giữa, sau đó đi xử lý cái màu sắc lại cho giống với rainbow. Đây là một cái cách chơi vừa có thể tận dụng với heo dầu xin mà không cần phải chế cháo, giá thành cũng rẻ mà rất là mắc. Hệ thống treo sau được ấn định khi trang bị các bục Colin bình dầu rời, cho phép chủ xe chủ động hơn trong việc kiểm soát hành trình hồi trả của bục thông qua hơi nứt chỉnh ở cái chân cho bình dầu. Với tổng chiều cao là 208mm, cái bục Colin khi vào xe sẽ cho cảm giác là cao hơn 3 phần so bục xin, đem lại hành trình tuy dài hơn chỉ được tải rất nhiều hơn. Hệ thống ống xả của xe dùng là cái bộ Umar Racing được cố định vào phần đầu với cái bộ két chân xin, nhưng được minh lại bằng cách là ốp carbon bờ tạo ngoại hình 3D tinh tế và thẩm mỹ hơn rất nhiều. Chèn chân được trang bị cái bông spoil cho cái trọng lượng của em nó nhẹ nhàng hơn, gia tăng sức mạnh, ngoại hình cũng đẹp cũng như giúp cho em nó hài hòa hơn. Tổng thể cái dàn áo của xe là sự kết hợp đa dạng nhiều quốc gia, full cái dàn áo và tem xin bao gồm cái dàn sau chính hãng từ I15ZR của Malaysia, che trước của Exeter 104 số, còn lại là những gương mặt đi kèm như là quét bắt biển Titan, cần số và cái cần thắng đèn của MXKIN Indo. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này là chi tiết, nhớ like, subscribe.